Mỹ Thiêm xin chào tất cả các anh chị, các quý nhà đầu tư. Chờ lâu lắm đó quý anh chị ơi. Tuyến đường 32 mét nằm ngay ở trung tâm thị trấn La Hà đây. Bây giờ mới làm đi quý anh chị ơi. Đây. Tuyến đường kết nối Trần Kiên và qua bên Đặng Thị Trâm, kết nối qua dự án Tây Bồ Giang. Hiện tại cũng đang làm lên quý anh chị. Đó, đang đổ đá bi và đang chuẩn bị thăm dự ạ. Chờ cũng khá lâu nhưng cuối cùng thì bây giờ cũng đã làm rồi. Hiện tại trên tuyến đường này hầu như cũng đã bán hết đất rồi, còn những cái vị trí gần quảng trường đó, các anh chị nào mà quan tâm đất thị trấn La Hà ngay trục đường Trần Kiên 32 mét và những cái lô lân cận giá rẻ thì liên hệ ngay cho Mỹ Thiệp nha anh chị. Đây là những vị trí cực kỳ đắc địa, kinh doanh buôn bán rất là tốt đó, quán cà phê quán nhậu cũng rất là nhiều. Đi thẳng khoảng tầm cỡ 100 mét là ngay trung tâm. Đó, và đi thẳng khoảng tầm cỡ 500 mét nữa là trung tâm ủy ban thị trấn. Công an và tất cả mọi thứ đều tập trung lại về đây, trường học. Đó, quý anh chị nào mà liên hệ nhanh cho Mỹ Thiệp thì có thể xem được những lô đất giá rẻ ngay thời điểm này. Đó. Rồi rất là cảm ơn các quý anh chị. Xin chào quý anh chị và hẹn gặp lại những video sau.